Khi nàng đang trong cơn đau chuyển dạ, điều chào đón nàng không phải là sự khích lệ nhẹ nhàng, mà là sự đánh đập tàn nhẫn từ phu quân. Sao ngươi dám lớn tiếng với phi tử của ta hả? Chát. Một lá thư giả mạo đã làm bằng chứng cho sự phản bội. Ngươi vẫn cứ chối cãi việc ngươi còn qua lại với hắn ta à? Thậm chí họ muốn lấy đứa con của nàng ra và biến nó thành thuốc cho muội muội. Không, thiếp không hề làm vậy, xin hoàng thượng hãy tin thiếp. Cuối cùng tất cả chỉ là một cái bẫy do phu quân và muội muội của nàng dựng lên. Tỷ tỷ, nếu không vì tỷ là đích nữ thừa tướng và thế lực nhà ngoại của tổ phụ của tỷ, thì hoàng thượng cũng sẽ không cưới tỷ đâu. Nàng yêu nhầm người, nàng rơi vào tay kẻ bội bạc. Mổ đi. Trải qua sự giày vò tàn khốc nhất mà con người có thể hình dung ra, nàng lúc này chỉ có thể cảm nhận được sự căm thù đang bùng cháy. Ta không cam tâm. Tuy nhiên khi nàng mở mắt ra, nàng đã được trao cho cơ hội thứ hai. Ta trùng sinh ư? Lần này ta sẽ không tái phạm nữa. Ta sẽ bắt ngươi trả giá cho tất cả những gì đã làm với ta. Mẫu thân, đệ đệ, lần này con nhất định sẽ bảo vệ hai người. Con sẽ để Phụng Thiên Việt và Liên Thi Nhã phải trả giá. À, đau quá. Nương nương, người yên tâm, hoàng thượng sẽ đến ngay thôi. Ta nghĩ ta không thể chịu đựng nổi nữa. Hoàng thượng giá đáo. Quý phi Liên Thi Nhã. Hoàng đế Phụng Thiên Việt. Tham kiến bệ hạ. Hoàng thượng, cuối cùng người cũng đến. Ơ kìa, tỷ tỷ. Liên Thi Nhã, con tiện tỳ cô làm gì ở đây? Sao ngươi dám mắng ái phi của ta? Hoàng thượng, người, tại sao người lại đánh ta? Ta đang mang thai con của người. Hừ, đó thật là cốt nhục của ta sao? Hoàng thượng, ngài có ý gì? Lục soát cho ta. Ngài đang muốn tìm gì? Bệ hạ, tìm thấy một đôi hài của nam tử và một lá thư từ cửu vương, rõ ràng có quan hệ bất chính với hoàng hậu. Tỷ tỷ à, sao tỷ lại có thể phản bội hoàng thượng như vậy chứ? Ta muốn ở bên chàng trọn kiếp này. Thảo nào, cửu đệ luôn bênh vực ngươi, hóa ra các ngươi có gian tình. Ta e là đứa trẻ này không phải là của ta, là của ngươi và hắn đúng không? Không, không phải, hoàng thượng, ngài phải tin ta. Là Liên Thi Nhã gài bẫy ta. Là ngươi làm đúng không? Hoàng thượng, đầu thiếp đau quá. Ngươi mau cút ra khỏi đây. Thái sư đã nói rằng đứa con của hoàng hậu có thể chữa khỏi bệnh của quý phi. Người đâu, mau lấy đứa con hoang này ra và chữa bệnh cho ái phi của ta. Hoàng thượng, cựu hoàng tử và ta đều vô tội, đây đúng là hài tử của ngài mà. Nói nhiều cũng không có tác dụng đâu. Bệ hạ, người còn nhớ lúc ta lấy thân chấn kiếm, lúc sát thủ tấn công người không? Cô ta đã làm gì? Không phải ngài nói sẽ mãi yêu ta sao? Tỷ tỷ, nếu không phải vì danh dự của phụ thân, tỷ nghĩ hoàng thượng sẽ thực sự muốn thành hôn với tỷ hay sao? Phụng Thiên Việt, Liên Thi Nhã, sao mấy người lại làm vậy với ta? Mang đứa con hoang đó ra và chữa bệnh cho ái phi của ta. Tam muội, xin muội hãy để ta và đứa bé đi. Ta sẽ từ bỏ hậu vị và trở thành nha hoàn của muội. Thiếp nghĩ chúng ta nên để hoàng hậu đi thôi. Thiếp bị phong hàn cũng có làm sao đâu.
Chỉ là thiếp chết sớm hay muộn thôi mà. Nàng thật tốt bụng, ta phải chữa khỏi bệnh cho nàng. Mổ đi. Ta đã làm rất nhiều việc để nâng ngài lên vị trí hoàng đế như hôm nay. Nhưng trong mắt ngài, ta chỉ là một công cụ để sử dụng thôi, phải không? Ha ha ha, Phụng Thiên Việt. Ta có làm ma cũng không tha thứ cho ngươi. Chù ẻo ngươi cả đời. Tiểu thư, người dậy đi. Tiểu thư, người ổn không? Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu ta đau quá. Tại sao mình lại ở phủ thừa tướng? Không phải mình đã chết rồi hay sao? Niên tâm tiểu thư đã đẩy người xuống ao, có phải là đụng đầu rồi không? Tiểu thư, cuối cùng thì người cũng tỉnh dậy, người đã bất tỉnh 3 ngày rồi. Đây là khuê phòng của ta. Ta đã bị đẩy xuống ao lúc ta 14 tuổi. Ta đã trùng sinh sao? Mẫu thân, đệ đệ, lần này ta sẽ bảo vệ hai người. Ta sẽ khiến Phụng Thiên Việt và Liên Thi Nhã nợ máu phải trả bằng máu. Tiểu thư, người chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Mẫu thân sắp dậy rồi, ta sẽ đến xem người. Vậy nô tỳ sẽ giúp tiểu thư trải đầu. Tự nguyệt, kiếp trước ta đã lỡ mất nhau, bây giờ ta có cơ hội thứ hai rồi, kiếp này ta sẽ bảo vệ nàng. Mẫu thân vốn là tôn nữ dòng chính của Vinh Quốc Công. Ở kiếp trước, mẫu thân vì mẹ của Liên Thi Nhã, Tiêu Di Nương mà thất sủng lại còn mất quyền quản gia. Chính mình cũng không thân thiết với mẫu thân, rất ít khi đến thăm người. Đại tiểu thư, sao người lại ở đây? Sao ta lại không thể tới à? Nhưng mà tránh ra, ta đến để thăm mẫu thân. Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Hôm trước phu nhân vì đội mưa đi phủ Vinh Quốc Công xin ngoại tổ phụ người nhân sâm để cho người dùng, mà giờ bị bệnh mãi không khỏi. Mẫu thân, nữ nhi xin lỗi người. Lúc trước con đã quá ấu trĩ và ích kỷ, tất cả đều là lỗi của con. Bé ngốc, nói gì vậy chứ, con tỉnh lại là tốt rồi. Phu nhân đã tới giờ uống thuốc, hãy uống nó khi vẫn còn nóng đi ạ. À, thuốc này đắng quá, đi lấy ít đồ ngọt để cân bằng vị đắng đi. Trước đây mẫu thân không tự nhiên mà chết, nhất định là do ả Tiêu thị đó. Đại tiểu thư, người không thể pha thuốc với thành phần khác, nó sẽ làm giảm bớt công hiệu của thuốc. Đừng diễn nữa, làm như ngươi hiểu biết về thuốc nhiều vậy. Chắc ngươi đã cho gì vào đó phải không, mà dám nói đồ ngọt sẽ làm giảm công hiệu của thuốc hả? Đi làm bát thuốc khác. Đại tiểu thư, hôm nay dường như khác hẳn so với lúc trước. Vâng, nô tỳ đi ngay. Tự Nguyệt, con, mẫu thân có gì đó sai sai với bát thuốc đó. Bát thuốc có vấn đề gì? Châu Mama nhìn đi, đây có phải là đơn thuốc của Lục Đại Phu? Đây không đúng, công thức mà Lục Đại Phu đưa cho không bao gồm hoa kim ngân. Đơn thuốc mà Lục Đại Phu đưa có dâm dương hoắc. Thứ này sẽ gây ra sự xung đột khi tiếp xúc trực tiếp với hoa kim ngân. Đây là lý do mẫu thân bị bệnh mãi mà không khỏi. Sao có thể có người trong phủ muốn ta chết sao? Người hãy yên tâm mẫu thân, còn thật có thể đoán được là ai rồi. Ai thế? Phu nhân à, hôm nay bà nhất định phải uống bát thuốc này. To gan, người dám bỏ độc vào thuốc của phu nhân sao?
Người sai bảo ngươi là ai? Quỳ xuống ngay lập tức, đồ tiện nhân khốn kiếp. Phu nhân, nô tỳ chẳng làm gì sai cả. Tang chứng rành rành, ngươi còn cố cãi. Không, không thể nào, sao họ có thể biết được cơ chứ? Còn không mau khai ra, là ai đứng xa đằng sau hả? Không, không ai cả, đó là lỗi của nô tỳ. Xem ra ta phải mạnh tay hơn rồi. Mama, mau lấy giúp ta thứ đó đi. Vâng. Đặt ngón tay của ả ta vào lòng. Đừng đừng, tôi sẽ nói. Nếu ngươi có một lời giả dối, ngươi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ đầu độc mẫu thân ta. Tôi sẽ nói, xin tiểu thư hãy tha mạng cho nô tỳ. Nói ngay. Là Tiêu Di Nương đã bắt tôi phải làm như vậy, bà ấy đã đồng ý sẽ cho tôi tiền và thả tôi đi. Cái gì? Ngươi nói là Tiên Mẫn? Vâng, đúng vậy, Tiêu Di Nương sai nô tỳ bỏ thuốc độc vào thuốc của phu nhân. Với cách này, phu nhân sẽ yếu dần và mất mạng, và không ai có thể phát hiện ra bà ấy. Châu Mama, đánh cô ta 50 trượng, sau đó đuổi cô ta đi. Vâng. Ta chưa bao giờ nghĩ Tiêu Tiên Mẫn lại là người như thế. Năm đó ta thấy Tiêu Quốc phủ sụp đổ, mà nhân từ xin lão tổ tông nhận nuôi nàng ta. Ta cũng đã không ý kiến gì khi cha con muốn lập nàng ta làm thiếp. Mà không ngờ. Làm sao nàng ta lại? Mẫu thân, lòng người khó đoán. Cũng vì ả ta tính kế ly gián tình mẫu tử của chúng ta đó. Người phải cương quyết, dứt khoát không để bà ta thành công. Mẫu thân, xin đừng buồn, con sẽ lên kế hoạch cho những chuyện này một cách hợp lý. Phu nhân, Tiêu Di Nương đang đợi người ở bên ngoài. Sao cô ta còn dám tới đây? Bảo cô ta đi đi, ta không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Mẫu thân, người đừng kích động, người nghỉ ngơi đi để con đuổi bà ta đi. Đừng làm lộ chuyện thuốc có vấn đề, cũng như giữ bí mật về chuyện hồi phục của mẫu thân, người hiểu không? Vâng, nô tỳ biết rồi. Ồ, đại tiểu thư, con cũng ở đây à? Dạo này phu nhân thế nào rồi? Chắc thất Tiêu Tiên Mẫn. Ta nghĩ rằng bọn họ không hợp nhau, vậy tại sao cô ta lại ở đây? Hiện tại mẫu thân đang nghỉ ngơi, di nương có thể về rồi. Ta đặc biệt mang đến đây ít thảo dược, đây đều là những loại tốt. Ta vừa bảo mẫu thân đang nghỉ ngơi và không muốn gặp bất kỳ ai. Ta không tiễn. Con tiện nhân này học cách can đảm từ khi nào vậy? Nó còn dám đối đầu với ta? Tiêu Tiên Mẫn, à ta đâu? Người hãy nghỉ ngơi đi, con đã bảo người đàn bà đó rời đi rồi. Châu Mama, có lão nô, ta có việc phải về, nhớ những lời ta dặn đấy. Tiểu thư yên tâm, lão nô nhớ rồi. Liên Tự Nguyệt cuối cùng cũng đến rồi. Ôi kìa tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh dậy rồi. Muội đã cho chuẩn bị quà cho tỷ tỷ đấy. Nhị tiểu thư liền niệm tâm. Có cả quà cho tỷ sao? Nhị muội tốt bụng thật đấy. Người đẩy ta vào ao là ngươi, vậy mà bây giờ còn chuẩn bị quà cho ta. Hừ. Tiểu thư, cẩn thận thì hơn. Yên tâm, ta có dự liệu. Chính muội đã nghĩ ra món quà này đấy.
mong tỷ tỷ sẽ đón nhận. Cẩn thận, tiểu thư. Ha, thể nào ngươi cũng sẽ bị cắn cho mà xem. Ôi, đúng thật là rắn nè. Tỷ, tỷ không sợ rắn sao? Dũng, dũng cảm thật đấy. Hả, nhị muội sợ rắn sao? Cái đó tại sao muội phải sợ rắn chứ? Vậy thì muội giúp ta cầm bé rắn nhé. Ta sẽ đi lấy chút đồ ăn cho nó. Đừng đưa nó qua đây, cứu. Á, à, kinh quá, đem nó đi đi. Ồn ào chuyện gì thế? Đây là nơi gần với sân của lão tổ tông, các tỷ không nên làm ồn như vậy đâu. Liên Thi Nhã. Liên Thi Nhã đến đúng lúc đấy. Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Kế hoạch ban đầu vốn là để dọa Liên Tự Nguyệt cơ mà, vậy mà Liên Niệm Tâm lại sợ mất mật. Tỷ tỷ, muội nghe nói rằng tỷ đã hồi phục lại rồi, thân thể của tỷ có sao không? Liên Thi Nhã, người đã hại ta rất nhiều lần trong kiếp trước rồi, giờ ta sẽ khiến ngươi nợ máu trả bạc máu. Cảm ơn ta muội muội. Hừ, vẫn đang dùng khuôn mặt giả tạo để lừa ta. Nhị muội tặng tỷ món quà này, tam muội muốn chơi với nó không? Không, không cần đâu, tỷ tự chơi đi. Đừng ngại mà. Á, à, muội muội cẩn thận. Á, à, không. A, à, tam tiểu thư, đại tiểu thư, sao ả điên này lại dám đẩy mình kia chứ? Ừ, con rắn biến mất đâu rồi? Nó đâu rồi nhỉ? Hừm, tiếng gì vậy? Á, à, a, à, có một con rắn thật, thật kinh khủng. Có rắn, cứu với. Gọi ai đó mau lên, bắt con rắn đó lại. Tam tiểu thư, cẩn thận đấy, con rắn đang ở trên người tiểu thư kìa. Giáng Hương cũng bị thu mua rồi. Rắn đâu? Tiểu thư đừng sợ. Bắt lấy con quái vật này nhanh lên. Giết chết quái vật ấy đi, mau lên. Vâng. Chưa thể để con rắn này chết được, mình vẫn còn việc quan trọng cần dùng đến nó. Thanh Đại, đi lấy con rắn đó về đây cho ta. Đầu tiên, sau đó. Vâng, thưa tiểu thư. Liên Tự Nguyệt. Tỷ dám dùng rắn để dọa tam muội, ta sẽ nói việc này với tổ mẫu để xem tỷ sẽ bị trừng phạt như thế nào. Muội muốn để tổ mẫu phạt ta sao? Không sao đâu, chỉ là một vụ tai nạn mà thôi. Chúng ta không cần phải làm phiền đến tổ mẫu về cái vấn đề này đâu. Liên Niệm Tâm thật là ngốc, nếu có người điều tra đến thì ta sẽ bị lộ mất. Hứ, rõ ràng là do đồi suối quẩy nhà ngươi. Sao lại tỉnh dậy cơ chứ? Đáng nhẽ ngươi nên chết chìm ở trong cái ao đó thì có phải hơn không? Đồ suối quẩy ư? Chúa ơi, đại tiểu thư vừa tát nhị tiểu thư. Nghe đồn nàng ấy rất mềm yếu, làm sao nàng ấy dám chứ? Đại tiểu thư không được tổ mẫu sủng ái đâu, chắc chắn sẽ bị phạt nặng cho coi. Liên Tự Nguyệt, ngươi, ngươi dám đánh ta? Đúng vậy, ngươi là người đem con rắn đến đây với ý đồ xấu. Có phải ngươi muốn hãm hại ta và Thi Nhã không? Không, ta không có, đừng nói vớ vẩn. Đừng lo lắng ta muội, nghe ta nói đã. Chúng ta cần phải báo chuyện này cho tổ mẫu để đòi lại sự công bằng. Hả, tỷ đừng bận tâm, chúng ta không nên làm phiền tới tổ mẫu thì hơn. Chơi luôn, Liên Tự Nguyệt, ngươi cứ chờ mà xem. Một mình Liên Niệm Tâm chắc chắn không đủ trình để cãi tay đôi với Tự Nguyệt.
Tiểu thư, chúng ta có nên đi theo xem thử không? Không cần thiết, đi tìm mẫu thân của Niệm Tâm, Hồ Thị, nói với bà ta, hãy tới đây ngay lập tức. Vâng, thưa tiểu thư. Tổ mẫu liên ra. Đồ khốn, bỏ ta ra, chúng ta đã đến sân viện của tổ mẫu rồi, đừng nói là ngươi muốn đánh ta nữa đấy. Là do ngươi tự làm tự chịu, bị tát là quá đúng rồi còn gì nữa. Ai đang huyên náo ở ngoài kia vậy? Phu nhân, nô tỳ nghe nói tiểu thư Niệm Tâm bị tiểu thư Tự Nguyệt đánh, vì thế đến đây nhờ người phân xử chuyện này. Sao ta chẳng tài nào được yên ổn một ngày thế, cho chúng vào đi. Vâng. Tổ mẫu, tỷ tỷ vừa nãy đã làm nhục con, người hãy nhìn mặt con xem, làm sao con dám ra ngoài để gặp mặt người ta được chứ? Đủ rồi, con ngừng khóc đi, đứng lên giải thích cho tổ mẫu nghe nào. Hài nhi tội nghiệp của ta. Mẫu thân, sao điều này lại xảy ra với con cơ chứ? Hu hu, mẫu thân, làm sao bà ta lại tới đây nhanh như vậy? Chẳng lẽ có người báo tin cho bà ta sao? Có một số người coi thường chúng ta, con nên tránh xa chúng ra. Nương, con chỉ muốn trêu đùa tỷ tỷ một chút thôi, nhưng ai ngờ tỷ ấy lại nổi điên lên đánh con cơ chứ. Hu hu. Cô ta diễn giỏi thật đấy, đặc biệt là khi giả vờ đáng thương vô tội. Người dạo gần đây đã vượt quá giới hạn rồi đấy, sao ngươi có thể mang muội muội mình ra làm trò cười như thế? Mẫu thân, có chuyện gì sao? Trông người có vẻ không được vui. Liên Diên Khánh, đi mà hỏi nữ nhi của con xem. Phụ thân, ở kiếp trước người vì Liên Thi Nhã mà bỏ mặc ta, lần này ta sẽ không mong chờ sự giúp đỡ của ngươi nữa đâu. Cái đồ nghiệp chướng, con đã làm gì rồi? Con đánh nhị muội. Tổ mẫu, đại bá, cô ta vừa thừa nhận rồi kìa. Ngoài việc gây chuyện, ngươi còn làm được gì? Thần là nữ nhi lớn nhất của phụ thân ngươi, mà sao ngươi lại bỏ đi? Mau đến từ đường sám hối 1 tháng. Liên Tự Nguyệt, có là đích nữ thì sao cơ chứ? Nếu không có ai ủng hộ ngươi, thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Tổ mẫu, con không phản đối nếu người bảo con đến từ đường, nhưng con đánh Niệm Tâm là vì muội ấy bắt nạt ta muội. Bắt nạt Thi Nhã sao? Nói chuyện gì đã xảy ra? Nhị muội đã lấy một con rắn độc ném nó vào ta muội, điều đó đã làm con rất tức giận nên. Cái gì? Rắn độc? Sao ngươi dám? Không phải đâu, tổ mẫu, nó không phải là rắn độc, chỉ là con rắn giả thôi. Ta nghĩ nàng ta muốn thoát tội nên nói dối thôi. Con rắn đó đã bị ném đi, ở đây không có bằng chứng nào để giúp đỡ nàng ta, vậy thì sẽ chẳng có một ai tin nàng ta hết. Tổ mẫu, con rắn vẫn ở đây, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy sự thật. Cái gì? Không thể nào. Liên Tự Nguyệt, tỷ đừng nói dối nữa, con rắn muội đưa là giả mà. Niệm Tâm chỉ là một tiểu nhi nữ, con bé chắc chắn sẽ không dám đi bắt rắn thật đâu, chỉ là rắn giả thôi. Tổ mẫu, con rắn đó đã được nha hoàn đem đi để chuẩn bị ninh rồi, giờ đang ở trong bếp, chúng ta có thể biết được là giả hay thật rồi. Người đâu, xuống bếp mang con rắn đó lên đây. Vâng. Nương, chúng ta phải làm sao bây? Đừng sợ, cứ khăng khăng rằng con rắn đó không phải là của con. Lão phu nhân, lão gia, nô tỳ mang con rắn đó lên rồi. Mời tô mẫu và phụ thân kiểm chứng. Chết tiệt, tại sao con rắn vẫn ở đây? Không, không, con rắn của muội là giả, tỷ chắc chắn đã lấy một con rắn thật để buộc tội muội. Đây là loại rắn hiếm chỉ có ở phương Nam, không phải quá trùng hợp rồi chứ? Ta mới vừa mới ốm dậy, ta đi đâu kiếm một con rắn đặc biệt như vậy để hãm hại muội? Tống Mama,
Bà xuất thân từ phương Nam, thế bà có biết đây là rắn ngân hoàn không? Phu nhân, lão gia, con rắn này quả thực là ở phương Nam và nó có chứa độc. Ây da, vậy nếu tam muội không may mắn, có lẽ muội ấy đã bị con rắn này giết chết rồi. Đúng vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì ngươi sẽ phải trả giá. Nương, con nên làm gì đây? Con không ngờ ả lại có thể lật kèo nhanh như vậy. Mẫu thân, Niệm Tâm vẫn còn nhỏ, con bé không biết rằng con rắn có độc. Hai người không phải nói nó là rắn giả sao? Sao giờ lại nói khác rồi? Quá vô lý rồi. Liên Niệm Tâm, ngươi vẫn còn phủ nhận. Chết tiệt. Liên Tự Nguyệt, tỷ vẫn còn ghi hận vì muội đã lỡ đẩy tỷ xuống hồ sao? Năm đó, chính đệ đệ của tỷ đã hại đệ đệ của muội chết chìm. Im miệng. Đó chỉ là một tai nạn. Là chuyện trong nhà thì đừng có oang oang ra ngoài. Từ nay trở đi, ngươi hãy đến từ đường sám hối về cách hành xử của ngươi đi. Không có lệnh của ta, không được phép ra ngoài. Đại bá, nhưng con... Vâng, Niệm Tâm sẽ chịu phạt, con bé sẽ đi sám hối ngay đây. Liên Diên Khánh ghét nhất bị nói về chuyện trong nhà rối loạn. Kể cả nếu muốn trả thù thì tình hình hiện tại cũng không thích hợp cho lắm. Mẫu thân, con không làm gì sai cả, chỉ vì muốn trả thù cho đệ đệ. Ngậm miệng vào, bị phạt thế này còn chưa đủ hay sao? Phụ thân không giống như đang nóng giận, người như đang cố bao che. Chẳng lẽ chuyện năm đó còn có ẩn tình sao? Sao vẫn còn ở đây? Nếu không có gì thì sau này đừng có đi lênh quanh. Và ngươi cũng không cần phải đến thỉnh an ta mỗi sáng nữa đâu. Vâng. Nghe gì chưa? Nhị tiểu thư đi cáo trạng đại tiểu thư, nhưng chính bản thân cô ta lại bị phạt đấy. Đại tiểu thư lúc nào cũng yếu đuối và trầm tĩnh cơ mà, sao giờ cô ấy lại uy nghi thế? Nàng ta giống như là một người khác. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, sớm hay muộn gì ta cũng sẽ giành lại hết mọi thứ thuộc về mình. Tỷ tỷ, tỷ vẫn ổn chứ? Đệ đệ của Liên Tự Nguyệt liên quyết nhìn đệ xem chạy đến toát mồ hôi rồi. Đệ vừa học xong, nghe Liên Niệm Tâm gây rắc rối cho tỷ. Tỷ tỷ, tỷ bị phạt ư? Tỷ không sao, nàng ta bị phạt đó. Thế là sao? Nàng ta đáng bị như vậy. Hừ. Đệ không làm đệ đệ của cô ta đuối nước, nhưng cô ta lại gán cho chúng ta. Đệ sẽ tìm cô ta tính sổ. Đủ rồi, vấn đề này không đơn giản. Đệ quay về trước đi. Nhưng tỷ à, nhanh về học đi. Năm đó Liên Quyết và Liên Vân Lãng đều rơi xuống hồ và cũng không có hạ nhân ở gần đó. Liên Thi Nhã đã ở đó vào ngay lúc ấy, có phải cô ta cũng liên quan tới vụ đó không? Ta nghe nói Tô gia ở Nghiêu Thành đang ở đây để chúc thọ lão phu nhân. Ta nghe nói Tô Vinh công tử ăn chơi khét tiếng ở Nghiêu Thành luôn đó. Chúng ta nên giữ khoảng cách với hắn một chút. Nghiêu Thành, Tô gia, đến đúng lúc đấy. Có chuyện gì vậy tiểu thư? Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chuyện trước đây. Trong quá khứ, Tô Vinh đã phá hỏng danh tiếng của ta, làm ta nhục nhã, ta sẽ lại trả lại tất cả cho hắn. Không có gì xảy ra với Liên Tự Nguyệt sau vụ con rắn. Con không nuốt trôi chuyện này. Vội vàng làm gì, không phải Tô gia đang ở đây sao? Đây là một cơ hội tốt. Cơ hội gì? Đưa lá thư này cho Tô gia Vân Di Nương. Vâng. Nàng ta là em họ, nương, nương muốn. Cứ đợi đi, lần này Liên Tự Nguyệt chắc chắn sẽ sụp đổ. Liên thừa tướng,
Lần này gia đình tôi đến để mừng thọ lão phu nhân. Tô Vinh mang quà ra đây nào. Liên thừa tướng, đây chính là đặc sản đồ gốm của Nghiêu Thành. Ha ha, đừng khách sáo như vậy chứ. Vẫn còn vài ngày mới đến yến tiệc. Mọi người cứ ở lại đây vài ngày đi. Đây là một chuyến đi dài, chắc mọi người đã mệt mỏi rồi. Không mệt mỏi gì, chỉ là đã làm phiền mọi người rồi. Làm theo những gì ta viết trong thư, hiểu rồi. Lúc nãy con chẳng phàn nàn vì mệt còn gì sao? Sao con không đi nghỉ ngơi trước đi? Được. Trong liên phủ thật sự có rất nhiều mỹ nhân à. Ta nên tìm một số cô nương để chơi cùng. Các ngươi có thể quay lại trước. Ta muốn đi dạo một mình. Vâng. Thật đẹp à. Nàng có phải là Tự Nguyệt tiểu thư không? Còn anh là Tô Vinh. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Muốn trêu đùa ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết tay. Tay của nàng thật là mảnh khảnh. Nghe nói là Liên Tự Nguyệt rất yếu đuối. Giờ không có ai ở đây, chẳng phải nàng ấy là mục tiêu dễ dàng sao? Bóp. Hỗn láo. Cô dám đánh ta sao? Đường đường là đích nữ của thừa tướng, tại sao ta lại không thể đánh ngươi? Lần tới nếu còn dám làm vậy, ta sẽ bẻ gãy tay ngươi. Tại sao Liên Tự Nguyệt lại khác với lời đồn quá?